Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc gửi giác thư cho Việt Nam quan ngại về việc sách nhiễu các thành viên Comecon. VinFast giải thích về khoản nợ, lỗ hơn chục tỷ đô la trong cáo bạch. Mỹ trao thầu 29 triệu đô la trong dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Việt Nam sắp loại Anh ra khỏi nhóm 7 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Trung Quốc xây bệnh viện giả chiến đối phó với bùng phát Covid sau khi dỡ phong tỏa. Triều Tiên nói chế tài không ngăn họ phát triển phi đạn. Putin ra lệnh cho tình báo tăng cường theo dõi người dân và biên giới. Anh nói Nga sắp cấp cho Iran linh kiện quân sự tiên tiến đổi lấy hàng trăm máy bay không người lái. Argentina tưng bừng chào đón cúp vô địch bóng đá thế giới. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc vừa công bố giác thư gửi chính quyền Việt Nam yêu cầu giải trình về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Comecon bản địa ở đồng bằng sông Cửu Long. Giác thư đề cập tới mối quan ngại nghiêm trọng về tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm cả việc sử dụng biện pháp giam giữ tùy tiện và xét xử thiếu công bằng. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khu vực Đông Nam Á hôm 19 tháng 12 công bố giác thư chung mà cơ quan này đã gửi cho Hà Nội ngày 18 tháng 10. Trong đó đề cập tới các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với nhóm người thuộc cộng đồng Comecon, bao gồm cả quyền tự quyết của họ với tư cách là người bản địa, và đưa ra một số trường hợp điển hình về một loạt các hành vi vi phạm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của người Comecon. Các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc nhận định, dù Việt Nam bỏ phiếu thông qua tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa vào ngày 13 tháng 9, 2007, nhưng tới nay, chính quyền Việt Nam vẫn chưa xây dựng bất kỳ văn bản pháp luật về quyền của người bản địa. Hơn nữa, chính quyền Việt Nam không sử dụng thuật ngữ người bản địa để chỉ bất kỳ nhóm nào trong số 54 nhóm dân tộc được công nhận trong nước, bao gồm cả người Comecon, nhóm tự nhận mình là người bản địa. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết đã qua 60 ngày kể từ ngày giác thư gửi tới Hà Nội, nhưng phía Việt Nam chưa phản hồi. VOA cố gắng liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị cho ý kiến, nhưng chưa được trả lời. Từ trước tới nay, Hà Nội bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo. VinFast tuyên bố hoàn toàn tự tin đủ sức khỏe tài chính để tiến ra thế giới khi giải thích về khoản nợ gấp 2 lần tổng giá trị tài sản và lỗ nhiều tỷ đô trong bản cáo bạch nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup nộp hồ sơ lên SEC để phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng thông qua sàn chứng khoán Nasdaq hồi đầu tháng này. Dữ liệu trên bản cáo bạch cho thấy VinFast có khoản lỗ lũy kế trên 4,8 tỷ đô, nhưng Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy nói trong cuộc phỏng vấn được báo trong nước đăng lại hôm 16 tháng 12 rằng hầu hết các khoản này được tính là khoản đầu tư dài hạn của doanh nghiệp theo chuẩn kế toán Việt Nam. Khi áp dụng chuẩn kế toán Mỹ, các khoản này lại được hạch toán là chi phí ngay khi phát sinh, dẫn đến lỗ lũy kế bị đội lên. Cũng theo cáo bạch, VinFast có khoản nợ hơn 8,7 tỷ đô, trong đó nợ dài hạn hơn 5,3 tỷ đô và nợ ngắn hạn là hơn 3,4 tỷ đô. Lý giải về con số này, bà Thủy nói không phải toàn bộ 8,8 tỷ đô này là nợ và rằng nếu loại bỏ các khoản phải trả không có yếu tố nợ thì tổng phải trả của VinFast còn lại là 6,1 tỷ đô. Bình luận với VOA chỉ ít giờ sau khi xuất hiện phát biểu của nữ chủ tịch VinFast, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một giám đốc tài chính và là chuyên gia kinh tế ở Texas, nói việc nêu ra chuẩn kế toán khác nhau của Mỹ và Việt Nam là thiếu thuyết phục, vì kế toán Mỹ cũng quy định rõ các hạng mục về đầu tư, khấu hao và tái cơ cấu. Quy định chặt chẽ của Mỹ về kế toán, kiểm toán buộc các doanh nghiệp phải minh bạch, khó che giấu thông tin, theo ông Lộc. SEC hiện đang xem xét hồ sơ của VinFast về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng Mỹ và sẽ có hồi đáp sau khoảng 30 ngày. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID ngày 20 tháng 12 công bố một hợp đồng mới trị giá gần 29 triệu đô la trong khuôn khổ dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa mà phía Mỹ tài trợ tổng cộng 300 triệu đô la. USAID trao gói thầu thi công xây lắp được thực hiện trong 4 năm cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina ENC, theo một thông cáo của cơ quan này. Công ty này sẽ đảm nhiệm việc đào xúc đất và trầm tích ô nhiễm tại khu vực sân bay và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác xử lý. Việc công bố hợp đồng mới này thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam, Giám đốc USAID Việt Nam Alan Grubbs cho biết.
USA đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam để xử lý khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích nhiễm dioxin ở trong và quanh sân bay Biên Hòa. Dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa sẽ xử lý khối lượng đất và trầm tích gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, nơi mà USA đã hoàn thành xử lý dioxin năm 2018. Press the button. USA và Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi động dự án Biên Hòa vào tháng 4, 2019. Tới tháng 6 vừa qua, USA hoàn thành xử lý một khu vực đầu tiên tại sân bay này, nơi từng là căn cứ không quân thời chiến tranh Việt Nam. Mỹ Việt dự kiến sẽ mất 10 năm để hoàn thành dự án này với chi phí ước tính là 450 triệu đô. USA cho biết, tới nay phía Mỹ đã đóng góp trên 163 triệu đô trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến đóng góp. Việt Nam đang trên đà loại Vương quốc Anh ra khỏi vị trí lâu năm trong nhóm 7 đối tác thương mại hàng hóa đứng đầu của Mỹ trong năm nay, với tỷ trọng thương mại ngày càng cao với Mỹ. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, tỷ trọng thương mại hàng hóa của Anh với Mỹ giảm xuống còn 2,6% trong 10 tháng đầu năm nay, trong khi con số này của Việt Nam với Mỹ tăng lên ở mức 2,7%. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với Mỹ tính tới tháng 10 năm nay là trên 119 tỷ đô la, cao hơn 4,2 tỷ đô so với tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Anh với Mỹ cùng thời gian. Việt Nam không xuất hiện trong danh sách 15 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ cho đến năm 2019 và đã tăng hạng kể từ đó cho tới khi vươn lên vị trí số 10 vào năm ngoái. Nếu Việt Nam tiếp tục có tỷ trọng hàng hóa thương mại với Mỹ cao hơn của Anh với Mỹ trong 2 tháng cuối năm nay, thì đây sẽ là lần đầu tiên các nước châu Á chiếm phần lớn trong số 7 nền kinh tế đứng đầu về trao đổi hàng hóa với Mỹ. Nếu bị Việt Nam thay thế, đây sẽ là lần đầu tiên Vương quốc Anh không nằm trong nhóm 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, ít nhất là kể từ năm 2004. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Một hội chợ thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền đang diễn ra ở Sài Gòn. Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Công, chủ một trang trại ở tỉnh Sóc Trăng, thì đặc sản quê nhà được mang đến hội chợ để bà con yên tâm mua sắm dịp Tết sắp đến. Những đặt hàng và đặc sản của vùng miền đó, thì thấy đây là cũng cái cơ hội là cũng tốt cho là đôi bên. Cái thứ nhất là cái giới thiệu được cái sản phẩm của doanh nghiệp. Cái thứ hai là cái người tiêu dùng. Tại biết đến là cái hàng của mình, của trong tỉnh mình, với cái chất lượng, rồi cái mẫu mã để có cái chuẩn bị để hàng Tết, bà con người ta sẽ tìm để người ta tiêu dùng nó được tốt hơn. Những hàng Tết đặc sản quê hương vầy, dù mang đến bán nơi đâu thì giá cả vẫn như nhau, vẫn vừa sức mua chung. Đi đến hội chợ ở các tỉnh thì giá nó bán cũng đều thống nhất. Chứ không có nói là đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ bán cao hơn ở tỉnh, ví dụ như vậy. Trong chuyện giá cả, một bà nội trợ nhìn nhận hội chợ hàng Tết vầy có giá như ngoài chợ nhưng mua yên tâm hơn. Giá thì cô thấy bằng ngoài thôi nhưng mà mua ở đây thì nó an tâm. Cô mua mấy cái, cũng có mua lạp xưởng tươi của Long An, rồi cô mua những cái đặc sản như kỷ tử hay là miến với măng của Lào Cai tại nó lạ. Với lại mình chắc chắn là thật á, là mình tin tưởng mình mua. Hội chợ này được những chủ nông trại ở miền Tây cho rằng là bước thăm dò sức mua thị trường, đồng thời muốn chào hàng trước với bà con về đặc sản Tết của địa phương có thể đáp ứng theo yêu cầu tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ông Lê Trần Cư nói: Tết thì nói chung thì đã cũng chuẩn bị các nguyên liệu, vật liệu cũng như là chuẩn bị người để mà làm những sản phẩm chuẩn bị cho Tết. Nói chung thì gần Tết thì sẽ có nhiều tỉnh nó tổ chức hội chợ, thì nó sẽ mời mình đến thì mình sẽ tham gia. Nhiều người bán nơi đây cho biết nguồn hàng hóa đặc sản của địa phương rất dồi dào, nhưng hầu hết đang chờ đợi sức mua mới quyết định điều chỉnh tăng hay giữ nguyên lượng hàng đang có ở hội chợ trong chuyện phục vụ nhu cầu người dân Sài Gòn mua sắm Tết.
Các thành phố trên khắp Trung Quốc dồn dập lắp đặt giường bệnh và xây các phòng khám, rà soát bệnh nhân sốt hôm 20 tháng 12, trong lúc nhà chức trách báo cáo thêm 5 ca tử vong và quốc tế ngày càng quan ngại về quyết định bất ngờ của Bắc Kinh giữa phong tỏa thả lỏng cho COVID. Sân vận động này ở Bắc Kinh biến thành một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân sốt. Đây là một trong hàng trăm trung tâm tương tự đang được dựng lên thêm tại các thành phố lớn. Những nỗ lực mở rộng các đơn vị chăm sóc đặc biệt và xây dựng các phòng khám này đang gia tăng trên toàn quốc trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn sự lây lan rộng hơn của COVID trong các bệnh viện. Các dấu hiệu cho thấy virus đang tấn công hệ thống y tế mong manh của Trung Quốc. Trung Quốc trong tháng này đã bắt đầu dỡ bỏ quy định phong tỏa và xét nghiệm nghiêm ngặt Zero COVID sau các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế. Giờ đây, khi virus quét qua một quốc gia có 1,4 tỷ người thiếu khả năng miễn dịch tự nhiên và đã được bảo vệ quá lâu, thì ngày càng có nhiều lo ngại về việc khả năng tử vong do virus đột biến và tác động đối với kinh tế và thương mại. Ông Su Wenbo, quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng những đột biến mới sẽ xảy ra nhưng đã hạ giảm những lo ngại. Ông nói thêm rằng khả năng các chủng mới trở nên nguy hiểm hơn là thấp. Mối quan tâm quốc tế cũng đang gia tăng trước quyết định bất ngờ của Bắc Kinh khi để virus tự do lan tràn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hôm 19 tháng 12 cho biết khả năng virus biến đổi khi nó lây lan ở Trung Quốc là mối đe dọa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Virus gây lo ngại cho phần còn lại của thế giới dựa trên quy mô GDP của Trung Quốc với quy mô của nền kinh tế Trung Quốc. Phát biểu trong cùng một cuộc họp báo với ông Su, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh Wang Guguang cho biết chỉ những trường hợp tử vong do viêm phổi và suy hô hấp sau khi mắc COVID mới được phân loại là tử vong do COVID. Các cơn đau tim hoặc bệnh tim mạch gây tử vong cho người nhiễm bệnh sẽ không được liệt vào phân loại đó. Tổng cộng, Trung Quốc chỉ báo cáo có 5.242 ca tử vong do COVID kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019, một con số rất thấp so với toàn cầu. Nhưng ngày càng có nhiều nghi ngờ rằng các số liệu thống kê đang phản ánh tác động thực sự của một căn bệnh đang càn quét các thành phố sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vào ngày 7 tháng 12. Kể từ đó tới nay, một số bệnh viện trở nên quá tải, các hiệu thuốc hết sạch thuốc. Nhiều người đã rơi vào tình trạng tự phong tỏa. Tại Bắc Kinh, nhân viên giao hàng chen chúc tại các hiệu thuốc để lấy thuốc. Một số chuyên gia y tế ước tính 60% người dân Trung Quốc, tương đương 10% dân số thế giới, có thể bị nhiễm bệnh trong những tháng tới và hơn 2 triệu người có thể tử vong. Triều Tiên ngày 20 tháng 12 chỉ trích Hàn Quốc phá hoại quá trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, nói rằng các lệnh trừng phạt bổ sung sẽ không ngăn được chương trình phi đạn của Triều Tiên. Truyền thông nhà nước KCNA đưa tin. Bà Kim Yo-yong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết sáng kiến phát triển vệ tinh do thám của quốc gia bị cô lập này là ưu tiên cấp bách liên quan trực tiếp đến an ninh của Triều Tiên. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA loan tin, bà nói xin trích. Nhưng với quyền sống còn và phát triển của chúng ta đang bị đe dọa, tại sao chúng ta lại sợ các biện pháp trừng phạt mà chúng ta đã thấy nhiều lần cho đến nay, và thậm chí không phải là lần đầu tiên? Và tại sao chúng ta lại dừng lại? Hết trích. Tuyên bố của bà được đưa ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng hai phi đạn đạn đạo tầm trung mà nước này gọi là một cuộc thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong video công bố ngày 20 tháng 12 ra lệnh cho cơ quan an ninh liên bang tăng cường giám sát xã hội Nga và biên giới để ngăn chặn rủi ro từ nước ngoài và những kẻ phản bội ở trong nước. Phát biểu nhân ngày dịch vụ an ninh 20 tháng 12, ông Putin nói sự xuất hiện của các mối đe dọa mới làm tăng nhu cầu về hoạt động tình báo lớn hơn. Công việc phải được tăng cường thông qua các dịch vụ biên giới và dịch vụ an ninh liên bang. Mọi nỗ lực xâm phạm biên giới phải được ngăn chặn nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng bất kỳ lực lượng và phương tiện nào chúng ta có trong tay, bao gồm cả các đơn vị hành động cơ động và lực lượng đặc biệt. Ông Putin chỉ thị cho FSB tối đa hóa việc sử dụng tiềm năng hoạt động, kỹ thuật và nhân sự của họ để thắt chặt kiểm soát xã hội. FSB, tổ chức kế thừa chính của KGB thời Liên Xô, hoạt động ở Nga với tư cách là một bộ máy giám sát và kiểm duyệt mở rộng, và chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow và Ukraine có sự tham gia của một lượng lớn các cơ quan an ninh. FSB đứng đầu là Alexander Bornikov, đồng minh của Putin, cũng sẽ tăng cường giám sát các cuộc tụ tập đông người, các cơ sở chiến lược và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Kể từ ngày 24 tháng 2 năm nay, các cuộc biểu tình và bất đồng chính kiến đã nhanh chóng bị dập tắt ở Nga, với hơn 1.300 người bị bắt giữ vào tháng 9 trong các cuộc biểu tình phản đối việc huy động 300.000 quân nhân. Trong một lần thừa nhận hiếm hoi về cuộc xung đột Ukraine không diễn ra suôn sẻ, ông Putin nói rằng tình hình tại các khu vực của Ukraine mà Moscow sát nhập vào tháng 9 là cực kỳ khó khăn và ra lệnh cho FSB đảm bảo an toàn cho người dân sống ở đó. Trong khi đó, tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi sức mạnh và động lực của binh sĩ khi ông thị sát thành phố tiền tuyến. Ông Zelensky đã đến thăm các binh sĩ tiền tuyến ở thành phố Bakhmut phía đông, nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tuần gần đây ở Ukraine. Văn phòng của ông Zelensky công bố đoạn video hôm 20 tháng 12 cho thấy ông Zelensky mặc trang phục kaki trao huy chương cho các binh sĩ trước sự hoan nghênh nhiệt liệt từ những người đang chiến đấu chống quân Nga ở miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine cảm ơn họ vì sức mạnh và động lực của họ và dành một phút mặc niệm cho những người thiệt mạng, trong lúc có thể nghe từ xa những tiếng nổ lớn. Trận chiến giành Bakhmut kéo dài và cam go, việc kiểm soát thành phố với dân số trước chiến tranh là 70.000 đến 80.000 người có thể tạo cho Nga một bước đệm để tiến vào các thành phố lớn hơn của Ukraine, nhưng các lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn giữ vững vị trí. Cuộc xung đột kéo dài 10 tháng ở Ukraine, cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đã giết chết hàng chục nghìn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và biến các thành phố thành đống đổ nát. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 20 tháng 12 cho biết Nga dự định cung cấp cho Iran các linh kiện quân sự tiên tiến để đổi lấy hàng trăm máy bay không người lái. Trong một bài phát biểu về cuộc xung đột Ukraine, ông Wallace nói với Quốc hội: Iran đã trở thành một trong những nước ủng hộ quân sự hàng đầu của Nga, đổi lại việc cung cấp hơn 300 máy bay không người lái Kamikaze. Nga hiện có ý định cung cấp cho Iran các linh kiện quân sự tiên tiến, gây phương hại cho cả Trung Đông và an ninh quốc tế. Sáng ngày 20 tháng 12, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell nói với Ngoại trưởng Iran rằng Tehran nên ngay lập tức ngừng hỗ trợ quân sự cho Nga. Iran đã thừa nhận cung cấp máy bay không người lái cho Moscow, nhưng cho biết chúng được gửi đi trước cuộc chiến ở Ukraine, nơi Nga đã sử dụng các máy bay này để nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự. Anh, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã trừng phạt các nhân vật quân sự và nhà sản xuất quốc phòng của Iran được cho là có liên quan đến việc cung cấp máy bay không người lái của Iran cho Nga. Đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt tập trung tại thủ đô của Argentina ngày 20 tháng 2 tham gia lễ ăn mừng chiến thắng vô địch World Cup. Không khí đi bão sôi động trên các con đường khi cổ động viên kéo về trung tâm thành phố để đi theo đoàn xe buýt của đội tuyển quốc gia diễu hành trên phố sau khi họ đáp máy bay về nước. Truyền thông địa phương ước tính rằng có hơn 100.000 người chờ đợi các cầu thủ tại cây cột Obelisk mang tính biểu tượng vào giữa buổi sáng, với nhiều đám đông hơn tham gia từ các đường phố ở mọi phía. Thủ đô Argentina tràn ngập bầu không khí lễ hội kể từ sau chiến thắng kịch tính trước Pháp trong trận chung kết hôm Chủ nhật 18 tháng 12 tại Qatar, giúp nước này lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup kể từ khi Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vàng 36 năm về trước. Dẫn đầu bởi danh thủ Lionel Messi, đội tuyển Argentina đáp xuống sân bay Ezeiza vào sáng sớm, và dù là 3 giờ sáng, hàng ngàn người đã đứng đợi sẵn với băng rôn, biểu ngữ, cờ hoa và niềm hân hoan ngập lòng sau 36 năm chờ đợi danh hiệu vô địch World Cup. Khoảng giữa ngày, hàng trăm ngàn người đã tề tựu đông nghẹt ở trung tâm Buenos Aires. Các con đường chính được phong tỏa cho đoàn diễu hành. Đoàn diễu hành đi qua Buenos Aires với hàng trăm ngàn, mà có lẽ là hàng triệu fan hâm mộ cổ vũ suốt chặng đường. Argentina đã đánh bại Pháp 4-2 trên chấm phạt đền sau trận hòa 3-3 vang dội, với việc Messi ghi 2 bàn thắng và Kylian Mbappe của Pháp ghi 3 bàn. Messi, 35 tuổi, cho biết trận đấu chung kết tại Qatar vừa qua sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại World Cup, mặc dù anh dự định sẽ chơi thêm một vài trận nữa cho đội tuyển quốc gia.
Những phần ăn trưa nóng hổi, thực phẩm bao gồm cả trái cây và các loại rau củ quả cũng như những chiếc chăn ấm là những gì mà cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ vừa phối hợp với một trường trung học trong vùng đem đến cho những người kém may mắn dịp cuối tuần vừa qua. Chương trình thiện nguyện đã thu hút hàng trăm người vô gia cư sinh sống tại các khu công viên, các trung tâm hỗ trợ ở khu vực trung tâm thủ đô Washington và thực sự đã đem đến một không khí ấm áp khi mà ngày lễ Giáng sinh đang tới gần. Con thấy thật tuyệt vời khi mình có được cơ hội có mặt ở đây để giúp đỡ những người kém may mắn này. Khi Giáng sinh đang đến gần trong cái lạnh giá của mùa đông thì những người ở đây cần được giúp đỡ hơn bất kỳ ai. Khu công viên Franklin và quảng trường Madison nằm ở trung tâm thủ đô Washington là nơi có nhiều người vô gia cư tập trung. Đây cũng là điểm đến thường xuyên trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới của các tổ chức thiện nguyện, trong đó có những tổ chức thiện nguyện thuộc cộng đồng gốc Việt. Những chương trình thiện nguyện trong dịp cuối năm như thế này thường nhắm tới cung cấp thêm những gì mà người vô gia cư cần nhất trong mùa đông như thức ăn nóng, quần áo, găng tay, khăn ấm và chăn bông để họ có thể chống chọi với cái rét thường xuyên rơi xuống dưới 0 độ C. Mình muốn nhân cơ hội này gửi đến những người vô gia cư những cái niềm ấm áp để cho họ có một cái cuộc vui trong cái dịp lễ Giáng sinh. Thì đó có là một việc làm rất là ý nghĩa mà Thủy Tiên cũng muốn được tham gia. Đáng chú ý là những chương trình thiện nguyện như thế này thường thu hút rất nhiều các bạn trẻ gốc Việt từ lứa tuổi còn đang ngồi trên ghế các trường trung học phổ thông cho tới các bạn sinh viên hoặc đã tốt nghiệp. Tranh thủ thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Tây, các bạn trẻ tới với những chương trình như thế này để đem lại niềm vui cho những người kém may mắn. Thường thì những chương trình huy động được số lượng lớn các loại thực phẩm, áo ấm và các vật dụng cần thiết khác cũng do một phần lớn công sức của các bạn trẻ đứng ra kêu gọi, tổ chức và thực hiện. Một quán ăn mới khai trương ở thị trấn Barrington, tiểu bang Illinois của Mỹ, phục vụ những món nóng hổi vừa thổi vừa ăn và những thực đơn đặt món theo ý thích nhưng chỉ dành cho chó. Đi ngang qua tiệm Breadwell, bạn sẽ lầm tưởng đây là một quán bán đồ ăn mang về cho người. Bước vào bên trong, bạn sẽ thấy có vô số loại thịt vừa mới chế biến ra lò cùng nhiều món tươi ngon khác được trưng bày trên quầy thức ăn, tương tự như những gì bạn nhìn thấy trong các chuỗi tiệm ăn như Chipotle hay Subway ở Mỹ. Khác biệt lớn nhất ở đây là tất cả những món ăn hấp dẫn tươi mát của tiệm ăn này chỉ phục vụ cho những thực khách bốn chân, người bạn thân thiết nhất của con người. Đây là một sự khác biệt và mới lạ. Tới tiệm Breadwell, khách sẽ được hỏi về giống chó của mình, tuổi tác, kích cỡ, cách sống của chúng và nhiều điều khác nữa để đội ngũ nhà hàng lên thực đơn cho một bữa ăn đặc biệt phù hợp với con chó của bạn. Chúng tôi có những lựa chọn dinh dưỡng dựa vào trọng lượng và hoạt động của chó. Ông Rod Hemmel có trên 45 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thức ăn cho thú cưng, giúp vận hành khâu sản phẩm thức ăn cho thú cưng của tập đoàn Heinz trị giá hơn 2 tỷ đô la. Tiệm của ông mang đến cho khách hàng 4 lựa chọn về protein từ thịt bò, thịt gà, thịt heo cho tới cá hồi. Trái cây, rau quả, phô mai hay thịt muối, loại protein bổ sung quen thuộc cũng được đưa vào thực đơn để tô điểm cho bữa ăn dinh dưỡng. Trên kệ hàng của Breadwell còn có các sản phẩm chế biến sẵn, đồ đóng hộp, chẳng hạn như các món để tưởng thưởng cho chó và thậm chí có cả nước giải khát cho chó như loại nước uống thể thao bổ sung chất điện giải Gatorade của người. Khách hàng cũng có thể lên trang mạng của Breadwell trả lời câu hỏi để lựa chọn hay thiết kế bữa ăn đặc biệt thích hợp với sức khỏe và thể trạng chó cưng của mình. Bạo lực súng đạn nổi lên ở nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ vào năm 2022, bao gồm con số gần kỷ lục của các vụ xả súng gây thương vong hàng loạt. Hồi tháng 5, một tay súng 18 tuổi sử dụng súng trường bán tự động đã giết chết 19 em nhỏ và 2 người lớn tại trường tiểu học Rob ở Uvalde, bang Texas.
đây là vụ xả súng đẫm máu nhất ở Mỹ trong gần một thập kỷ. Một tuần sau, Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu trước quốc dân. Vì Chúa, chúng ta sẵn sàng chấp nhận thêm bao nhiêu cuộc tàn sát nữa, bao nhiêu mạng sống của người dân Mỹ vô tội nữa bị tước đoạt trước khi chúng ta nói quá đủ rồi. Vài ngày trước đó, một thanh niên 19 tuổi đã nã khẩu súng trường bán tự động tại một siêu thị ở Buffalo, New York, giết chết 10 người. Nghi phạm cho biết hắn ta nhắm vào người da đen. Vào ngày 4 tháng 7 tại Highland Park, bang Illinois, một tay súng đã bắn 83 viên đạn trong vòng chưa đầy một phút từ sân thượng một tòa nhà, giết chết 7 người và làm bị thương hàng chục người khác lúc đó đang tập trung xem lễ diễu hành độc lập. Hồi tháng 11, một kẻ xả súng đã giết chết 5 người và làm bị thương 17 người khác tại một hộp đêm đồng tính ở bang Colorado. Nghi phạm 22 tuổi đã bị truy tố tội sát nhân, tội ác do thiên kiến và hành hung. Nhà tội phạm học kiêm giáo sư Jack McDavid nhận thấy có xu hướng đáng lo ngại. Chúng ta bắt đầu thấy súng được sử dụng trong các hành vi thù hận nhiều hơn. Điều đó không hề có rất lâu trước đây. Chúng ta bắt đầu chứng kiến thường xuyên hơn những kẻ dùng súng nhắm vào những nạn nhân mà họ xem là khác biệt. Các vụ xả súng được định nghĩa rộng là vụ xả súng có 4 nạn nhân trở lên bị bắn chết, không bao gồm tay súng. Trên thực tế, nó xảy ra ở mọi tiểu bang ở nước Mỹ với tổng cộng hơn 600 vụ trên toàn quốc vào năm 2022. Một số người nhận thấy mối liên hệ giữa sự gia tăng các luận điệu thù hằn và bạo lực do thiên kiến. Những luận điệu chính trị mà chúng ta đã thấy trong vài năm qua chắc chắn đã góp phần gây ra tình trạng đó. Và tôi nghĩ nó đi cùng với sự gia tăng các nhóm thù hận mà chúng ta thấy. Mặc dù các vụ xả súng hàng loạt trở thành tít báo trên toàn quốc, chúng chiếm tỷ lệ nhỏ trong số hơn 40.000 người chết vì súng đạn được ghi nhận ở Mỹ vào năm 2022. Một nửa trong số này là tự sát. Hồi tháng 6, Quốc hội đã thông qua đạo luật súng đạn quốc gia đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Đạo luật không cho những người bị coi là mối đe dọa đối với an toàn công cộng được mang vũ khí và tăng cường kiểm tra lý lịch đối với khách hàng mua súng. Mặc dù những người cổ suý kiểm soát súng muốn đi xa hơn và cấm vũ khí bán tự động, tòa án tối cao hồi tháng 6 đã đảo ngược luật của bang New York vốn hạn chế mang súng ngắn giấu trong người ở nơi công cộng. Những người bảo vệ quyền sử dụng súng vui mừng vì điều này. Điều tôi nhận thấy là những nơi có luật súng hợp pháp đơn giản hơn, nơi đó an toàn hơn. Những vụ xả súng gần đây đã xảy ra. Tôi cảm thấy nếu nơi nào đó không được súng đạn bảo vệ, thì đó là mục tiêu mềm. Trong khi tranh cãi vẫn tiếp diễn, nước Mỹ vẫn chìm trong tỷ lệ tử vong do súng đạn cao nhất trong số các nước công nghiệp phát triển tiên tiến trên thế giới. Welcome to English in a Minute. Children love to play. You could say it's their job. But Anna and Jonathan are not children. So how might they use this expression? Child's play. Anna, what are you doing? My robot camera stopped working, so I'm fixing it. Do you even know how? Well, taking it apart was child's play. Yeah, but putting it back together might require an adult with an engineering degree. Child's play describes a simple, easy task. You don't really have to think about what you're doing. You just do it. And that's English in a Minute.